Anh phải đứng ở đây. Bốt. Con chó đang mất cân bằng. Very nervous. Con chó khi con chó không tập trung kéo dây ngẩng lên thì là tập tức lỏng dây. So you should make the dog like equilibrium. By the take the lead. Có nghĩa mà khi bình tĩnh cân bằng thì sẽ được quả bóng. When the dog be calm. Sit. So you can get the reward. Sit. Đỡ cầm và để cho con chó nó có sự cân bằng trở lại. Tiếng hơi thở đang thở rất. So this behavior is for make the dog. Thời gian để khi đưa ra lệnh ao lệnh nhả là 5 giây. Be careful the timing. The timing for the command is 5 seconds. In 5 seconds. Out. Sợi dây kéo lên để con chó nhả. Lead take up to make the dog out. Khi ta giật dây là báo hiệu là con chó sẽ được thưởng. And take the lead. For the reward. Tiếng chip và tiếng báo hiệu thưởng thay tiếng clicker. Trong tư thế để cho con lấy chó nhả thì ao bắt buộc con chó chúng ta ngồi kiếm vào nó. Sit. Đỡ hả? Thời gian này là 5 giây để be careful, 5 seconds, 5 seconds. Đập nhả, mình nói nặng, nó giữ hàm, khét, vụt. Bình tĩnh lại, 5 giây. Khi nhìn con chó, hơi thở nó không dồn dập nữa, thì đưa lệnh ao. And the dog, nặng. He calm. He said out. Out. Good. Con chó đang zip. Very nervous. Không được hưởng. Good. Don't give the reward to. Bình tĩnh lại. To her. Cân until bằng she will become. Khi cân bằng thì lúc đó sẽ được hưởng. Good. And when she come. Give her the reward. Giật dây. Báo hiệu được thưởng. Take the lead before give her the reward. Good. Ôi, bravo. Cách thích con chó để tốt này. Chà, hút bôi, bravo. Vườn nó để đưa về con chó ở trạng thái ngồi. Sit. Nó hàm là tất luôn. When the dog sits. Như này, tập con chó luôn luôn cắn chặt. Giữ chặt. Thời gian để đưa ra lệnh ao 5 giây. Vuốt nó, vuốt và sống mũi như này để tạo cho con chó cân bằng, bình tĩnh lại. Và mình sẽ nghe được hơi thở của nó. Con chó thở dồn dập, thở gấp thì con chó đang ham quá. You can see when the dog is calm by his hand. Thời gian 5 giây. Out. After the dog. Good. Is calm for 5 seconds. Just keep her the command. Khi vào cũng phải nhắc dây. Thời gian là không phải 5 giây. Phút. Bây là dạy con chó đi với gót chân. Con chó đang mất cân bằng, đang zip. Phút. Dog nervous. Again. Sợi dây kéo để calm. Làm con chó mày bình tĩnh lại. Đây con chó đã bình tĩnh rồi sẽ đi. Trước khi đi giật dây, không phải 5 giây thì sẽ đi sao lại. Take the lead. He forgo. Good.
half a second. Hút. And go. Ép vào người đau. Step by step. Lỏng dây. Con chó thật sự bình tĩnh. And không có tí suýt. Thì lúc đó với cho thưởng. Pay attention to the timing. When the dog is calm. Luôn luôn kéo. Oh, super bravo! Yeah, super good boy. Yeah, good boy. Sit. Good. You can see. And now out. Good. Now sit. Good. Bây giờ nó dậy lòng quay đầu. You see. Now it's come on, turn around. Sợi dây không kéo ngang như này. Bắt buộc sợi dây phải kéo. Luôn luôn kéo. Để con chó quay. Have to take quay con ba trở lại. In front. Tay ép vào đây. Trong lúc trong thế quay, tay phải ép. Kéo dây, không 5 giây vừa đưa lệnh. Half a second. Phút. Give the command. Dựa vào người ta, dựa vào người. Hút cân bằng lại. Hút. Please to make the dog lean. Hơi thở không dồn dập. Hút. Một từ. To the trainer. Lệnh chỉ một từ. Câu lệnh chỉ một từ. Con chó như là đã cân bằng. Hút. Ah, good boy, bravo. Tiếng khen thưởng nó phải rõ. Khi con chó nó nhảy nha nha hút phải tách ra hút để con chó nó hiểu được nó làm sai hay là không khen đúng. The command must be clearly. Tiếng hơi thở đang dồn dập nha. Nha. Out. Con chó đây như tập với phương pháp tập này làm con chó luôn luôn ở trạng thái cân bằng tập trung nhưng không được mất cân bằng. The training method focus on sợi dây là sẽ kết nối equilibrium. Con chó tập trung kéo lên và cái là giật giật sợi dây lúc đó cùng với tiếng the leash is connection between the trainer and the dog. Yeah, super!